Rồi, bây giờ nếu mà mọi người muốn cài vân tay đúng không? Thì chúng ta sẽ thoát ra phần giao diện, ấn vô phần vân tay. Sau đó mình ấn vô nút ba chấm ở đây nè, ấn thêm vân tay. Thì thêm vân tay nó cũng sẽ có là thêm vân tay vĩnh viễn hoặc là thêm vân tay theo thời gian. Thì ở đây là mình thêm vân tay vĩnh viễn luôn nha. Thì mình sẽ nhập tên là B đi, rồi ấn tiếp theo. Sau đó ấn bắt đầu. Rồi bây giờ mình bắt đầu là để vân tay mình lên. Đó, như vậy là chúng ta đã thêm vân tay thành công rồi. Giờ mình sẽ thử vô nhà bằng cái vân tay mình vừa mới cài nha. Đó, như vậy là cửa mở. Rồi bây giờ là nếu mọi người muốn cài thẻ từ đúng không? Thì vô phần thẻ từ ở trên cái app luôn. Sau đó cũng vô phần ba chấm ở chỗ này, thêm thẻ từ. Rồi ở đây mình cũng thêm thẻ từ vĩnh viễn luôn nha. Mình đặt tên thẻ từ là C đi. Sau đó bây giờ mình đặt cái thẻ từ lên cái khóa. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ thử vô nhà bằng cái thẻ mình vừa mới cài nha. Đó, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công phần vân tay, thẻ từ và mật mã luôn rồi nha.